Thầy phong thủy bật mí đặc điểm của căn nhà có quý tướng này, trước sau gì cũng giàu sang phú quý. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, đối với việc cư gia nhập thế của người Trung Quốc, phong thủy là đề tài chưa bao giờ lỗi thời. Thậm chí đề tài này còn được lan tỏa và có sức ảnh hưởng nhất định đến các nước xung quanh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Hồng Kông hay là Singapore. Theo chuyên gia phong thủy hàng đầu của Trung Quốc, ông Lương Trân, phong thủy nhà ở có từ xa xưa và đây được coi là lý giải của cổ nhân về môi trường tự nhiên nơi con người sinh sống. Ở trong xã hội hiện đại thì phong thủy vẫn có những cái ý nghĩa nhất định, và theo các chuyên gia thì một căn nhà phong thủy tốt là căn nhà hội tụ đầy đủ các nguyên tắc về phong thủy mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Với những căn nhà như thế này thì gia chủ càng ở càng có tiền tài phú quý. Đặc điểm căn nhà có quý tướng, trước sau gì cũng giàu sang phú quý. Thứ nhất, nhà được xây tại điểm giao nhau giữa ba con sông. Theo ông Lương Trân, chuyên gia phong thủy hàng đầu ở Trung Quốc cho biết, nhìn từ góc độ phong thủy học thì cái vị trí cát lợi nhất cho phong thủy chính là điểm hội tụ của ba con sông. Vì thế, một căn nhà được xây dựng tại vị trí này là không gì có thể so sánh được. Nó mang đến cho gia chủ may mắn kể cả về tiền tài và sức khỏe. Thứ hai, nhà thông thoáng, ôn hòa, đón nhiều ánh sáng. Ở trong phong thủy học rất chú trọng đến cái yếu tố tàng phong tụ khí. Theo chuyên gia phong thủy Lương Trân thì cái vị trí có sức gió quá lớn không phải là nơi vượng để xây nhà. Tuy nhiên, nhà được xây ở cái thế gió yếu, không khí không thể lưu thông cũng không phải là một cái môi trường sống tốt. Tốt nhất là phải chọn nơi thông thoáng hợp với phong thủy. Một căn nhà đáp ứng được các yếu tố thông gió, đón nhiều ánh sáng, tạo ra sự cân bằng âm dương. Ở trong một căn hộ, nếu phòng khách mà ban ngày cũng cần phải bật đèn, hoặc bất kể ngày hay là đêm đều sáng, nghĩa là căn hộ đó đang bị mất cái cân bằng về âm dương. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cái tâm trạng và sức khỏe, cũng như là cái sự nghiệp của gia chủ. Thứ ba, nhà nên đặt ở khu vực có nhiều cái cảnh quan xung quanh và ôn hòa. Đường thông, tài vận mới thông, đó là cái điều tất nhiên và dễ hiểu. Bởi lẽ có người thì mới có đường, người càng đông thì đường càng rộng. Và đường theo quan niệm trong phong thủy ấy, chính là tượng trưng của vinh hoa phú quý. Mỗi khu vực dân cư đều có những cái quy tắc riêng, quy hoạch riêng. Nhưng quy hoạch tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần phải có sự hài hòa về màu sắc, về phối cảnh. Ví dụ, xung quanh khu vực nhà ở của bạn mà trồng nhiều cái loài hoa mẫu đơn, làm cho cả một khu vực rực đỏ, nhất định sẽ phải trồng thêm nhiều cây cỏ để tăng cái màu xanh, tạo ra sự cân bằng. Thứ tư, xây nhà trên địa hình phía Bắc cao, phía Nam thấp là cát lợi. Do hạn chế về địa lý, về đường xá, căn hộ, thậm chí là trong một tòa nhà của các căn hộ ấy, lại có những cái hướng khác nhau. Cái hướng nhà là cái hướng mà được tính từ cái cửa chính bước ra khỏi nhà. Một ngôi nhà có hướng tốt sẽ giúp chủ nhân của ngôi nhà về mọi mặt như là tài sản, sự nghiệp và sức khỏe. Người Việt xưa khi xây nhà ở thì đều chọn hướng Nam là cái hướng chính của ngôi nhà. Theo quan niệm phong thủy, địa hình xây dựng nhà phía trước thấp, phía sau cao là điểm tốt. Bởi lẽ trước thấp, sau cao đồng nghĩa với việc là sau khi ở, gia chủ ngày một thăng quan tiến chức và căn nhà đó sẽ có hậu. Giải thích theo góc độ khoa học, phía Nam thấp, phía Bắc cao có lợi cho cái việc đón gió và ánh sáng tự nhiên. Thứ năm, hình dáng căn nhà vuông vắn, tránh lồi lõm. Hình dáng căn nhà có nhiều loại như hình tam giác, hình chữ L, hình chữ U hay là nhà đa giác v.v. Các loại nhà nói trên trong phong thủy được gọi chung là xiềng xích của gia đình, không có lợi cho cái tài sản của gia đình. Một căn nhà tốt phải là căn nhà hình vuông hoặc là hình chữ nhật, tránh những cái góc cạnh lồi lõm. Ngoài ra khi thiết kế cái căn nhà cũng nên chú ý đến cái phòng ngủ của chủ hộ, không nên quá to hay là quá nhỏ so với phòng khách. Chiều dài hành lang cũng không nên quá dài, thiết kế đường di chuyển cũng phải phù hợp với cái thói quen sinh hoạt hàng ngày. Thứ sáu, trái thanh long phải bạch hổ. Ở trong phong thủy, bên trái là thanh long, bên phải là bạch hổ là thuật ngữ thường xuyên xuất hiện. Vậy thế nào là thanh long, thế nào là bạch hổ? Thanh long là thế đất bên trái của ngôi nhà đại diện cho vận may. Bạch hổ là bên tay phải của ngôi nhà đại diện cho sự tiêu tán. Trong một căn nhà, thanh long lấn át bạch hổ sẽ mang đến cho gia chủ sự thuận lợi, hài hòa, tài vận thì hanh thông, tình cảm thì êm ấm, cuộc sống hạnh phúc và trường thọ lâu dài. Ngược lại, nếu bạch hổ mà lấn át thanh long, chủ nhân của ngôi nhà thường xuyên gặp xui xẻo, bệnh tật, ốm đau triền miên.
Các chuyên gia phong thủy cũng gợi ý rằng khi mà chúng ta xây dựng nhà cửa thì nên chọn hoặc là có tác động làm sao để cho thế đất bên trái cao hơn cái thế đất bên phải. Thì điều đó sẽ mang lại cái lợi ích về sau cho cả gia đình. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhà ở được xây dựng san sát, đặc biệt là gì với chung cư, khó có thể thực hiện được theo ý của chủ nhân. Nếu không có điều kiện thay đổi cái môi trường bên ngoài ấy, thì gia chủ có thể treo ảnh rồng ở bức tường phía đông của ngôi nhà hoặc đặt tượng rồng ở phía đông trong phòng khách. Một lưu ý nhỏ là chúng ta nên chọn rồng có 4 móng, tránh dùng rồng 5 móng chỉ dùng cho vua chúa. Vì mức năng lượng quá lớn do rồng 5 móng tạo ra có thể không phù hợp với những người trần mắt thịt như chúng ta. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái thế đất tốt để xây nhà được vượng khí. Để nối tiếp chương trình, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 8 bí quyết phong thủy khiến gia đình bạn ngày càng giàu có, thịnh vượng, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu hoài không hết. Thứ nhất, đặt nguồn nước để tăng cái thịnh vượng. Ở trong phong thủy, nước có khả năng mang lại cái sự thịnh vượng. Nhiều người có chung cái thắc mắc là chỗ nào tốt nhất để đặt nguồn nước. Ở trong phong thủy, nơi phù hợp nhất để đặt nguồn nước là gần cái lối ra vào của nhà bạn. Vị trí này có thể ở trong hoặc là ở ngoài, nhưng nhất định là mạch nước phải chảy qua cái trung tâm của ngôi nhà. Điều này cũng có nghĩa là cái sự thịnh vượng chạy vào cái ngôi nhà của bạn. Thứ hai, che tivi đặt trong phòng ngủ. Thì nhiều gia đình thích đặt tivi trong phòng ngủ để gì thư giãn trước giờ ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn mà mắc chứng khó ngủ thì hãy tắt hoặc là che phủ cái tivi nếu mà không dùng tới. Dòng điện từ tivi có thể phá vỡ cái năng lượng yên tĩnh khi mà bạn ngủ và nguồn năng lượng của cả căn phòng ngủ nữa. Hãy dùng một chiếc khăn hoặc một miếng vải để phủ qua chiếc tivi khi mà không dùng đến. Thứ ba, lau chùi sạch sẽ bảng tên số nhà. Bảng số tên nhà thì cần phải được chăm chút, kỹ lưỡng và để ở những cái nơi mà dễ nhìn. Bảng số rõ ràng, độc đáo hoặc là có đèn nhấp nháy sẽ giúp thu hút được cái tài lộc, đưa thần tài gõ cửa đúng cái ngôi nhà của bạn. Thứ tư, trồng cây xanh trong nhà hoặc là trước nhà. Theo quan niệm về phong thủy, cây xanh mang lại khá nhiều cái lợi ích. Đặc biệt, những loại cây mọng nước là cái biểu tượng cho sự cát tường nên thường được mọi người ưa chuộng. Tại sao mà bạn không lên ý tưởng để trồng ngay một số loại cây xanh trong nhà mình, trước hoặc sau nhà? Vừa để làm cảnh, lại vừa tạo ra cái không gian xanh mát, vừa đem lại cái sự thịnh vượng cho cả gia đình. Thứ năm, lau sạch mọi chiếc cửa sổ trong nhà. Dù chưa phải là cái thời điểm thích hợp để cho các bạn lau dọn, nhưng cũng không có nghĩa là bạn để cho cái cửa sổ của nhà mình vùi trong bụi bẩn trong một vài tháng tới. Cửa sổ là tượng trưng cho đôi mắt của ngôi nhà để nhìn ra thế giới. Hãy tìm một vài tờ báo, một chút giấm và nước để đánh bay bụi bẩn ở những khu vực này đi. Thứ sáu, treo chuông gió ngoài cửa trước. Chuông gió không chỉ là vật trang trí thêm cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động, mà còn là một vật phẩm phong thủy mang lại cái may mắn nên thường được treo ở trước cửa ngôi nhà. Khi treo chuông gió ở trước cửa ấy, âm thanh của chuông gió rung chính là cái nguồn năng lượng vô hình cực tốt cho cái căn nhà của bạn. Chuông gió rung sẽ thu hút cái sự chú ý, mời gọi cái điều may mắn, an lành đến với cuộc sống của bạn. Thứ bảy là sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa. Nếu ngôi nhà mà gia đình bạn đang ở hoặc là những cái vật dụng nội thất trong nhà đã được xem xét kỹ lưỡng và bố trí hợp lý về mặt phong thủy thì việc này không quá cần thiết. Nếu chưa thì việc sửa sang lại cái nhà cửa ở những cái phương hướng và những khu vực nhất định rất có thể tạo ra cái năng lượng kích thích cái tài lộc cho gia chủ. Thứ 8, trưng bày vật phẩm chiêu tài lộc. Một số vật phẩm phong thủy phổ biến có ý nghĩa cầu tài, may mắn mà bạn có thể lựa chọn như là quả cầu phong thủy này, tỳ hưu khai vận, tỳ hưu lộc tài, bách niên tụ tài, song long ngọc ấn, v.v. Ý nghĩa và cái màu sắc tươi sáng của những cái vật này sẽ giúp tăng cường cái tài lộc và những cái may mắn đến với gia chủ. Đó là cách để tăng cường cái vượng khí, tăng cường cái tài lộc cho ngôi nhà của bạn. Thưa quý vị, ban công là nơi gián tiếp kết nối giữa ngôi nhà với thế giới bên ngoài. Bởi vậy, nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ những cái luồng khí. Và theo phong thủy, cái vị trí ban công muốn tốt, muốn đẹp thì cần phải bố trí sao cho tránh được những cái hung hiểm sau đây. Phong thủy ban công, 8 đại sát khí cực khủng nhất định phải tránh. Phong thủy ban công có tác dụng quan trọng với phong thủy của ngôi nhà, đặc biệt là vấn đề thu nạp cái năng lượng và bồi dưỡng khí. Nếu ban công mà thu hút cát khí thì ngôi nhà sẽ được hanh thông may mắn, được hưởng cái may mắn trong lành. Ngược lại, nếu ban công phạm phải cái luồng sát khí
thì ngôi nhà sẽ có nhiều cái hiểm họa hung tai. Thứ nhất, chảm đao sát. Đối diện với ban công thì trong cái tầm mắt ấy, một có hai tòa nhà ở hai bên gần nhau tạo thành một cái khe hẹp. Ở giữa chính là cái thế là chảm đao sát. Nhìn từ trên cao xuống, cái lưỡi đao sắc chém xuống chia cắt hai tòa nhà. Hướng sát phóng thẳng về phía ban công nhà bạn sẽ mang tới những cái họa huyết quan, ảnh hưởng đến sức khỏe của những người trong nhà. Đặc biệt, sống trong nhà này thì gia chủ cũng dễ bị phạm những cái hung tai và gặp những cái tai nạn rủi ro không đáng có. Thứ hai là cầu vượt vây quanh. Ngôi nhà mà ở bên trái bên phải ấy, hoặc là trước sau đều có cầu vượt vây quanh, che lấp thì giống như bị cái thế chèn ép. Chu vi tầm nhìn và mạch khí đều bị ngăn cách. Tức là gì? Cách cục không cùng. Nhà này dẫu có ban công nhưng mà phong thủy của ban công ấy cũng không có tác dụng mấy. Vì là nó không đón được khí tốt, luôn trong cái trạng thái là bị vây hãm, khiến cho tiền tài bị gì? Kém cỏi, không có cơ hội để phát triển. Thứ ba là hạc giữa bầy gà. Ngôi nhà ở mà trước sau trái phải đều không có chỗ dựa, một mình cao hẳn lên so với các kiến trúc khác, các kiến trúc xung quanh thì gọi là gì? Thế hạc giữa bầy gà. Nó không hề tốt. Chủ nhân không được bạn bè, anh em giúp đỡ, mà con cái thường là bất hiếu hay bỏ đi xa. Thế nhà này cũng rất dễ phạm cái sát khí do ban công không được che chắn. Thứ tư là bạch hổ động thổ. Ở khu vực bạch hổ của căn nhà, tức là phía bên phải đấy, có công trình đang khởi công, đang xây dựng hoặc là đang tháo dỡ thì phạm lỗi phong thủy nhà ở bạch hổ động thổ. Thế này sẽ mang tới nhiều bệnh dịch, mang đến họa huyết quan. Nhà mà có ban công ở đúng cái hướng bạch hổ này thì lại càng nguy hiểm. Thứ năm, đường lớn sông tới. Lấy ban công làm tâm điểm, nếu mà thấy có đường lớn hoặc là một dòng sông thẳng tới chính cái ban công đó thì là phạm cái thế xung đường. Chủ về họa sát thân, bệnh tật, người trong nhà thì rất dễ gặp những tai nạn và hay bị ám hại, đau ốm, không làm ăn được cái gì cả. Thứ sáu là phản công sát. Ngôi nhà đang ở mà gặp thế phản công sát, xuất hiện con đường cong như hình cánh cung chĩa thẳng về phía ban công sẽ khiến cho phong thủy nhà ở bất lợi, xuất hiện cái tình huống thoái tài, bị người khác hãm hại, không tốt cho sức khỏe cũng như là cho tài vận của chủ nhân. Thứ bảy là cô dương độc âm sát. Cô dương sát là sát khí ẩn sinh do ở gần trạm xăng dầu, trạm biến thế hoặc là do kho nguyên liệu. Chủ về cái tính khí bạo liệt, vì tài mà quên nghĩa, trong nhà nhân khẩu không yên, dễ nảy sinh những bất hòa và dễ dẫn đến chuyện thiệt mạng. Độc âm sát là sát khí sinh ra do ở gần những nhà vệ sinh công cộng, bãi rác hoặc là những nơi mà chứa phế thải. Nó chủ về sức khỏe không tốt, bệnh tật rủi ro. Ban công mà hướng về cô dương độc âm thì đúng là rước họa vào nhà. Thứ 8 là liêm đao sát. Sát khí này giống như một cái lưỡi dao đâm thẳng vào ngôi nhà, hung nhất là thẳng vào ban công và xông tới. Những vật có hình thể như lưỡi đao, nhà kiến trúc nhọn, góc tường, vật sắc nhọn, cột điện v.v. đều mang tới hung họa. Lỗi phong thủy ban công hướng liêm đao sát, khá nhiều nhà vô tình mà mắc phải mà không biết. Những đại sát khí ảnh hưởng tới cái phong thủy ban công kể trên ấy, không chỉ khiến cho ban công trở nên vô tác dụng, mà còn làm cho phong thủy cái nhà chuyển biến theo cái tình thế là tiêu cực, cực kỳ xấu với những người ở trong nhà trên mọi phương diện của cuộc sống, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm. Nếu mà không may phạm phải những cái lỗi này thì tốt nhất là nên treo rèm ở ban công, hạn chế mở cửa ban công để tránh cái sát khí bay vào nhà. Bên cạnh đó, các bạn hãy bày cây xanh phù hợp, chắn bớt cái sát khí, bày vật phẩm phong thủy hóa sát ở ban công để hóa giải phần nào cái hung hiểm. Vật phẩm phong thủy hóa giải tốt nhất là treo một sâu tiền mai hoa phú quý đã được khai quang. Nó sẽ giúp đẩy những sát khí xấu đến với ngôi nhà của bạn. Phong thủy nhà ở là vấn đề không phải của riêng ai và riêng bất kỳ cái thời điểm nào. Đây là một điều cần được quan tâm mọi lúc mọi nơi, bởi nó ảnh hưởng đến cuộc đời và cái sự nghiệp của gia chủ. Như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những thông tin hữu ích về nhà ở cũng như là các thế sát mà chúng ta có thể tránh được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.